Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Giữa nghi vấn được cầu hôn, bạn gái Carrick đăng ảnh với caption mùi mẫn sẽ bên anh 9 kiếp, là rapper đình đám hàng đầu. Đời sống tình cảm của Carrick đương nhiên cũng được netizen theo dõi sát sao. Được biết, nam rapper hiện được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với gái xinh tên là Bella. Dù từng có thời gian bị đồn đoán chia tay, nhưng thời gian gần đây, cặp đôi lại để lộ cả rổ bằng chứng cho thấy mình đã tái hợp hay thậm chí là chưa từng đường ai nấy đi. Không dừng lại ở đó, nhiều netizen còn mạnh dạn đặt ra nghi vấn phải chăng Carrick đã cầu hôn Bella dựa trên những gì diễn ra tại bữa tiệc sinh nhật của cô nàng tại resort hạng sang ở Đà Nẵng cách đây ít hôm. Giữa lúc ồn ào, Bella vừa update một dòng trạng thái khá ngọt ngào trên Instagram cá nhân của mình. I would spend my life with you, tạm dịch là em sẽ bên anh 9 kiếp, Bella viết. Chẳng rõ you mà cô nàng muốn gửi đến là ai, nhưng xem chừng đó là người rất đặc biệt. Hoặc cũng có thể Bella chỉ đơn giản đang viết caption thả thính vu vơ mà thôi, chúng ai thì chúng. Trước đó vào ngày 27 tháng 12, nhiều netizen cho biết đã bắt gặp Carrick sánh đôi cùng Bella dù cả hai chưa từng xác nhận chia tay. Khoảng thời gian này, Bella đang tổ chức sinh nhật tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, còn Carrick thì trùng hợp sao, cũng check in tại đây. Một số fan comment dưới bài đăng đã bắt gặp cả hai cùng xuất hiện. Tuy nhiên, những bình luận này đã bị xóa hoặc ẩn đi. Facebook Carrick hiện cũng đã bị khóa. Thậm chí nhìn background của bữa tiệc, nhiều người còn đặt nghi vấn là Carrick đã cầu hôn bạn gái.